Xuân Thủy xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đang trở lại cùng kênh Công giáo yêu thương. Hôm nay Xuân Thủy đang có mặt bên trong nhà thờ của giáo xứ Kinh Doanh, chia sẻ cho quý vị xa gần những hình ảnh bên trong nhà thờ của giáo xứ Kinh Doanh. Giáo xứ Kinh Doanh thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Nơi đây cũng có hai hiển thánh và 38 hài cốt chứng nhân tử đạo. Nơi đây rất được nhiều ơn lành. Mọi người đến đây tham quan nhà thờ cũng như là đến xin tạ ơn ông thánh, các thánh tử đạo rất là đông. Hôm nay Thủy xin chia sẻ một số hình ảnh bên trong nhà thờ cũng như là khuôn viên nhà thờ. Trước ngày mừng đại lễ tuần châu lượt thay mặt giáo phận của giáo xứ Kinh Doanh 2021, Thủy cùng với các bạn tiến vô lên bên trên cung gian thánh cùng chiêm ngưỡng bên trong ngôi thánh đường của giáo xứ Kinh Doanh. Một ngôi thánh đường rất là cổ kính và uy nghi và đẹp quý vị ạ. Thủy thành hạnh phúc hôm nay lại trở về đây gửi tới cho quý vị. Cách đây gần một năm Thủy có quay, nhưng mà lúc đó giáo xứ chưa lên hàng giáo xứ, tại vì đây là tân giáo xứ mới, lần đầu tiên năm nay được chầu lượt thay mặt giáo phận kính mình Thánh Chúa, nên là mọi công tác chuẩn bị trang trí nhà thờ rồi sơn sửa rất là nhiều những hạng mục đẹp, nên là Thủy cố gắng Thủy quay chia sẻ cho tất cả quý vị xa gần đón xem. Đây Thủy đang đứng ở gần gian thánh chia sẻ cho toàn thể mọi người những hình ảnh nhà thờ giáo xứ Kinh Doanh rất là tuyệt vời luôn quý vị, nhà thờ rất là đẹp. Một giáo họ lên hàng giáo xứ năm đầu tiên mà có một ngôi nhà thờ như thế này là rất là nể, rất là đẹp luôn. Bên trong nhà thờ có thể ngồi được rất là đông người. Có 4 hàng ghế luôn quý vị nhé. Nhà thờ được sơn những hàng cột như hoa văn màu vàng, vàng đậm, vàng nhạt, kết hợp với những cái xà màu nâu, và bên trên lợp bằng ngói này, mái ngói. Bên tường được sơn màu trắng lên là toát lên cái vẻ đẹp, thật là đẹp luôn. Hôm nay Thủy cố gắng chia sẻ những hình ảnh thật là kỹ lưỡng, quay chi tiết cho mọi người cùng đón xem. Đây là ngôi tòa vàng của nhà thờ giáo xứ Kinh Doanh, rất là đẹp luôn. Ở đây thì có hai thánh tử đạo là thánh Đa Minh Huyền và Đa Minh Toại quý vị nhé, các ngài rất là thiêng. Bốn đằng đánh giá của nhà thờ giáo xứ Kinh Doanh. Đây quý vị thấy những hàng ghế có mã số hết và rất là ngăn nắp và đẹp. Và tiếp tục Thủy đã trở về khu vực cuối nhà thờ đây.
Những cái nơ hoa văn được trang trí, được treo lên rất là đẹp, chuẩn bị cho tuần châu lượt của ngày đại phúc của tuần châu lượt của giáo xứ Kinh Doanh. Mình đang có mặt tại bên ngoài nhà thờ quý vị nhé. Quý vị thấy mọi phông bạt sự kiện đã được bác lên và những cái hàng cột cờ, lá cờ được chăng cũng như là treo, những dàn điện chiếu sáng của giáo xứ đã được chuẩn bị cho ngày tuần đại lễ. Rất là nhiều cờ, quý vị thấy cờ hoa rất là rực rỡ từ ngoài đường dẫn vào trong nhà thờ. Đây là những hình ảnh còn ít ngày nữa thôi là thánh lễ được diễn ra, nên là mình sẽ đẹp. Thì chia sẻ một số hình ảnh gửi tới cho tất cả quý vị xa gần. Mình đang tiến lên khu vực đầu nhà thờ để cho quý vị cùng đón xem. Bên ngoài được sơn màu vàng kết hợp với đường chỉ hoa văn màu nâu rất là nổi luôn. Đây là những đài nhà tạm lòng thương xót và để chầu Chúa Giêsu Linh Thể quý vị nhé, chầu tạm Chúa Giêsu Linh Thể. Hiện tại bố trí ở bốn bốn đài. Ở đây là nơi có hai hiển thánh và 38 chứng nhân được thờ bên dưới hầm đầu nhà thờ này quý vị này. Chúa. Đấy quý vị, vạn tuế các thánh tử đạo Việt Nam. Ở đây có Thánh Đa Minh Huyền và Thánh Đa Minh Toại và 38 hài cốt chứng nhân tử đạo. Đấy, quý vị. Bên kia nữa quý vị nhé, các hài cốt của ngài được an nghỉ và được thờ đây. Đây là có danh sách có đầy đủ hết. Bác Bát Thở đang chỉnh chu lại cho ngày tuần đại lễ. Ở đây có bức tranh khá là đẹp các quý vị này. Các ngài mỗi người rất là sống về đức tin, rất là cực khổ khi hành quyết tử đạo như đấy. Người bị chém đầu, người đeo gông, người thì xiềng xích rất là nhiều. Còn đây là các đoàn ở khắp mọi nơi cũng như là các cha các thầy trở về đây. Đây là có cái bảng là giáo họ Kinh Doanh cùng các cha chánh xứ hân hoan chào đón cha phó giám đốc
cùng quý cha, quý thầy Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội về viếng các thánh tử đạo và thăm giáo xứ Kinh Doanh ngày 14 tháng 5 năm 2016. Bây giờ thì sẽ quay quanh một vòng. Phải từ cuối nhà thờ, quý vị nhìn lên nhé. Bên này cũng trang trí, cũng cờ hoa rất là rực rỡ như vậy, rất là nhiều luôn. Và gió ở đây khá là to, nên là mình nói nó hơi ồn. Thì sẽ cố gắng sắm một cái mic để đeo vào cổ áo, khi mình quay nó đỡ cản gió, nó đỡ ảnh hưởng sột soạt ấy. Cũng cố lắm quý vị ạ, vì tài chính ngân sách thì cũng chưa cho phép, nên là thì cũng đang cố gắng. Rất mong à, mình sẽ cố gắng mình mua. Vậy là cờ hoa rực rỡ từ ngoài đường để vào trong nhà thờ cho tuần đại phúc, tuần chầu lượt của Giáo xứ Kinh Doanh 2021 lần đầu tiên. Đây là rất nhiều những câu kinh thánh bằng rôn khẩu hiệu được bố trí ở những cái cột nhà thờ. Thì cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và xem đến kênh Công Giáo Yêu Thương nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.